quý Rồi, ok. Trước điểm khi Quang Quang chia sẻ tới, trước khi đi vào quy trình, các anh chị không biết là các cộng sự cùng với Quang đã gửi cho các anh chị một cái bài báo cáo về nhân số học rồi đúng không? Không biết là anh chị có in ra không? Anh chị in ra hoặc là anh chị lướt ra để coi. Sau đó là các anh chị khi mà thầy Hiển mà đi vào tư vấn phần quy trình đó thì anh chị để ý, để ý. Và khi mà đi vào ví dụ thực hành thì anh chị cũng phải coi lại cái phần của mình, thì khả năng tôi tin rằng các anh chị dễ dễ cực kỳ nắm bắt. Chúng ta sẽ làm theo cái điều như vậy thì khả năng là các anh chị sẽ rất là nhanh luôn. Chị Quang em vẫn chưa nhận được. Đoàn Thị Chiên hả? Đoàn Thị Chiên À. thuộc cái nhóm của ai mà chưa nhận được? Nhóm của bạn Nhanh đúng không? Dạ Lan kiểm tra xem thử là trong cái nhóm của Nhanh gửi thông tin là có Chiên không? Rồi ok, thầy Hiển cứ bắt đầu đi thầy. ok. Anh chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hay comment sẵn sàng thả tim vào. Rồi tim ngập tràn đúng không ạ? Tim ngập tràn. Hôm nay lại Hiển để luôn cái background nhìn nó đỏ đỏ, nhìn cho nó màu sắc cùng với anh chị thần số học ngày hôm nay. Ok chưa? À, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần quy trình, phần quy trình về tư vấn. Quy trình về tư vấn này nó dành cho những anh chị nào sau này chúng ta đi tư vấn với khách hàng thì chúng ta cần lưu tâm những điều gì. Cái việc đầu tiên để dành cho một người mà đi tư vấn thì thứ nhất là chúng ta cần chuẩn bị những công cụ gì cho một người chuyên gia tư vấn. Đầu tiên đó chính là tinh thần. Đầu tiên phải là tinh thần đã. Khi một người đi tư vấn mà tự tin, tinh thần lạc quan, vui vẻ, năng lượng tràn đầy thì chắc chắn rồi cái người đối diện người ta cũng cảm nhận được cái năng lượng đấy của anh chị. Thay vì nhiều người làm gì ạ, người ta bảo là bán hàng hay gặp tư vấn khách hàng mà mặt nhìn buồn ỉu dịu như cái bánh đa nhúng nước ấy, thì rất khó đúng không anh chị? Đó, nên là cái đầu Google tiên rồi, tinh thần. đeo khẩu trang Anh chị hay tắt mic nhá, chị Quang giúp Hiển tắt mic. Ok. Thì cái tinh thần rất quan trọng và ngay từ buổi đầu tiên Hiển chia sẻ anh chị cái gì ạ? Cảm xúc, thể chất và quan điểm. Chúng ta chỉ cần nắm bắt được ba cái yếu tố cốt lõi đó thì cuộc sống này ở ngoài xã hội, ở công việc hay bất cứ gặp những cái vấn đề gì mình đều có thể làm chủ được. Làm chủ đầu tiên là cảm xúc, đúng không ạ? Khi chúng ta có một cái năng lượng, một cái cảm xúc tốt, một cảm xúc tích cực thì chúng ta sẽ gì ạ? Cái cơ thể cũng như là gì ạ, cái quan điểm mọi thứ nó sẽ đi kèm chúng ta được kích hoạt tốt nhất. Ok. Và sau cái phần tinh thần thì đúng, thứ hai là chúng ta chỉ chuẩn bị cái tinh thần cộng với gì ạ, công cụ bao gồm công cụ bao gồm ok công cụ bao gồm anh chị sorry anh chị một chút, chờ Hiển một chút. Anh chị chờ Hiển một chút. Hiển mở lại cái slide. Rồi tối ngày hôm nay là anh chị thầy sẽ chia sẻ cho các anh chị và sẽ làm thực hành trên một cái bài báo cáo. Anh chị đã một số anh chị mà chưa có báo cáo anh chị kiểm tra là giúp quan cộng sự quan đã báo là ngày 7 tháng 9 là đã gửi mail rồi, anh chị kiểm tra mail có đúng không? Chị ngày 7 tháng 9 là đã gửi mail rồi, chị chuyên kiểm tra mail thử có trong mail có không? Rồi tối hôm nay chúng ta sẽ tinh thần tôi cho học tới 11 giờ, anh em anh chị em là sẵn sàng học tới 11 giờ. Comment ghi chữ 11 giờ ha. Hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta chiến đấu nhớ lên ra.
À, nếu mà thầy còn năng lượng nữa là không thấy tới 12 giờ chúng ta đọc bài cho vui ha. Đấy, anh chị nào. Trời ơi, 12 giờ. Anh Tuấn nghe 12 giờ. Dễ thương chưa? Đấy. Anh chị sẵn sàng á, sẵn sàng đọc cái bài nào để thầy làm mẫu. Thầy sẽ chia sẻ. 12 giờ luôn. Trời ơi, chị Hồng Phương hăng say quá. À, ok. Tức là anh chị nào mà cảm thấy mà lúc đó là mà mệt mệt là để mà đi nghỉ ha. Còn lớp học cứ vẫn diễn ra đầy năng lượng như vậy. Rồi anh chị gửi cho cái Zoom với là một số cộng sự các anh chị vào. Hiện tại là ngày hôm qua là chúng ta thấy là 40 mấy người, hiện tại ở đây là có 32 người. Anh chị sẽ gửi cái đường link Zoom á cho một số cộng sự các anh chị vào để mà tham gia vào học. Trong lúc chờ thầy tí anh chị tranh thủ về làm việc đó anh chị. À, chúng ta làm cái việc đó. Với ai nữa anh chị chia sẻ vào cái link Facebook. Chia sẻ nhiều người thêm lên đường, nó có bị giật không? Ok. Anh chị sẵn sàng chưa? Thế thì quy trình của chúng ta bắt đầu về công cụ. Thứ nhất là chúng ta cần chuẩn bị trước khi tư vấn. Đầu tiên ấy là chúng ta hẹn lịch với khách hàng. Hẹn lịch với khách hàng ấy thì cái phần này anh chị có thể ghi chép thêm ở phần ngoài. Hẹn lịch ở đây thì chúng ta lên báo trước khách hàng là thời gian tư vấn với khách hàng trong một bản thần số học trung bình là từ 90 phút cho đến 120 phút. Đó. Và khách hàng nên ở cái không gian gọi là yên tĩnh mà không bị quấy nhiễu, không bị phiền hà trong quá trình tư vấn. Nó sẽ tập trung và họ sẽ focus được cái bài tư vấn của chúng ta tốt hơn. Đó. Thứ hai, ở đây hiện tại thì chúng ta đang làm online nhiều, dẫn đến là chúng ta mà hướng dẫn cho khách, nếu mà khách chưa biết dùng Zoom thì cũng phải bảo khách có dùng Zoom hoặc có người hướng dẫn cho. Anh chị có hình dung ạ? À, trường hợp mà bí quá thì chúng ta sẽ dùng Zalo để chúng ta gọi online nhìn đến nhau, nhưng mà thường thì Hiển sẽ dùng Zoom để tư vấn thì nó sẽ hay hơn, bởi vì khi tư vấn ấy, thì chúng ta sẽ record được cái phần tư vấn cho khách hàng để họ có thể về sau họ còn nghe lại. Anh chị có hình dung ạ? Đó. Còn trường hợp mà chúng ta tư vấn trực tiếp thì chúng ta cần chuẩn bị một cái bút nhiều màu. Cái bút nhiều màu là cái rất quan trọng. Đó. Cái bút nhiều màu đây là trong trường hợp quy trình này là cả offline cả online chúng ta cùng kết hợp cái bút nhiều màu này để cho bản thân mình là gạch chân những cái từ khóa, ví dụ như Hiển đang tư vấn online cho anh chị nhưng không khác thì Hiển đang tư vấn offline, là dùng cái bút để gạch chân những từ khóa quan trọng, được chưa? Rồi một cái tờ giấy hay là một cuốn sổ A4, cuốn sổ A4 thì nhìn nó trang trọng, nhìn nó chuyên. Đó. Đó. Và anh chị nếu mà chúng ta đang làm về sinh trắc vân tay, làm về siêu trí nhớ thì chúng ta cần các cái tài liệu, các khóa học hay các voucher của công ty để tặng cho khách. Ví dụ như anh chị nào đang làm về một cái ngành nghề khác mà chúng ta có các sản phẩm, chúng ta cũng có thể giới thiệu khách hàng trong quá trình chúng ta tư vấn. Anh chị có hình dung không ạ? Hay người ta gọi là gì ạ? À, cùng một lúc giống như kiểu đến quán bia, vừa bán bia nhưng mà phải bán thèm thèm thêm là gì ạ? Là bán kèm thêm bánh đa, bán kèm thêm nam chua, bán thêm những sản phẩm đi kèm. Anh chị có hình dung nhỉ? Đấy gọi là hệ sinh thái. Ok chưa? Sau đó thì chúng ta cần chuẩn bị về mặt thái độ, thái độ và năng lượng chính là cái cảm xúc của chúng ta, thể chất của chúng ta tốt. Nhiều người lại bảo là ôi anh ơi thông cảm em hôm nay em đau bụng quá nên là nói mãi không nên lời, thì tốt nhất là mình phải hoãn lại cái lịch đó tư vấn sang hôm khác. Anh chị có hình dung không ạ? Đấy là mình cái tối tối kỵ nhất các cái yếu tố đó. Ok ạ. Thái độ thì luôn luôn là vui vẻ. À. Thì đầu tiên tiếp theo là gì ạ? Cái thái độ ở đây là gì? Thái độ tốt, cảm xúc tốt, nở nụ cười và sự thân thiện để làm sao khách hàng khi gặp với mình ấy, họ cảm thấy rằng gặp người này nó cảm thấy sự may mắn rồi. Luôn luôn nở nụ cười. Đấy. Cười thật tươi. Đó. Thì anh chị hãy tưởng tượng này, một cái nụ cười thật tươi ấy thì nó không khác gì ấy là một cái bát ngửa đón những gì ạ, đón những cái lộc lá tuyệt vời. Nhưng nếu mà những người mà mím môi ạ, không cười thì nó không khác gì một cái bát úp mà chẳng hứng được cái gì cả. Anh chị có hình dung không ạ? Nên nụ cười chính là gì ạ, lộc lá đem đến cho chúng ta. Ok chưa? Về mặt trang phục thì với người khác không biết nhưng với một người đi
tư vấn, làm về giáo dục, thì yêu cầu đầu tiên là anh chị hãy đọc mặc cho mình cái trang phục gọn gàng. Nếu mà mặc công sở thì tốt, phụ nữ mà mặc gì ạ, áo trắng, sơ mi, quần âu thì tốt. Váy thì nên mặc váy dài quá đầu gối nếu mà trong trường hợp đi tư vấn offline. Trường hợp này thì mổ xẻ một chút đấy chị. Có những chị sẽ đi tư vấn cho những ông xã của những gia đình. Mình nên phải ăn mặc kín đáo. Chẳng may vợ người ta cũng có đấy thì làm gì ạ? Nó đỡ bị cái ảnh hưởng về cái tâm lý. Anh chị có hình không ạ? Mình ăn mặc cũng nên là gì ạ? Cũng kín cổng cao tường một chút. Thay vì là đừng đi tư vấn về giáo dục, về hướng nghiệp, về con người, không nên là mặc sexy quá, đúng không ạ? Vì đấy không phải là lễ hội hay là dạ hội. Đó. Đấy là cái mà chúng ta cần quan tâm. Ok chưa ạ? Tất cả các cái này nghe thì nó đơn giản, nhưng đâu đó nó cũng chính là cái quy trình để bổ trợ cho anh chị. Người ta còn là thao tác và tác phong nhìn nó gọi là chuyên, đúng không ạ? Chuyên nghiệp. Nhìn có nghiệp vụ. Đó. Chị Quang giúp Hiển là ai đang chưa tắt mic thì tắt giúp Hiển cái. Ok thầy. Ok. À, đấy là cái phần về thái độ và trang phục. Cái thứ hai, đó là cái cực kỳ quan trọng. Đó là mình bước hai là đặt câu hỏi vàng. Đặt hai câu hỏi vàng. Câu hỏi đầu tiên là gì ạ? Anh chị hoặc em hoặc cô hoặc gì chú bác tùy độ tuổi của khách hàng. Anh hốt cái này đấy, trộn đều lên. Thầy mở giúp cái mic lại. Các anh chị để ý giúp Quang cái mic của mình nha, mình tránh làm ồn, tránh làm phiền cái lớp, tránh làm thầy gián đoạn của thầy. Ok, anh chị hãy tắt mic đi, bởi vì đang tắt lúc nào đến phần bật mic thì chúng ta bật, không đến lúc này Hiển đang đi lại cứ phanh gấp này là anh chị cảm thấy nó hơi bị tụt cảm xúc. Với người phanh gấp cũng là gì ạ? Cũng cần năng lượng, đúng không ạ? Ok. Cái tiếp theo là cái phần gì ạ? Câu hỏi rất quan trọng. Chúng ta hãy đặt câu hỏi, anh chị mong muốn nhận được cái giá trị gì khi làm một cái bản thân du học này? Đó. Câu hỏi này là câu hỏi vàng đấy. Ok. À, gặp phải người lớn tuổi hay trẻ tuổi thì mình tùy cơ mình ứng biến. Cái thứ hai là anh chị em mong muốn dùng cái công việc này, cái bản thân số học này để giải quyết nhất những cái vấn đề gì quan trọng nhất cho anh chị. Đó. Ví dụ có những người đến là gì ạ? À, chị muốn là giải quyết vấn đề về việc là thấu hiểu bản thân mình, chưa tìm ra được cái con đường của mình và lựa chọn mình đi như thế nào. Hoặc có những người là gì ạ? Thấu hiểu mình để còn gì ạ? Đi kèm và thấu hiểu vợ chồng con cái. Được chưa? Sau đó chúng ta nhắc đến cái Yếu tố tiếp theo. Yếu tố tiếp theo đó chính là nhắc cho khách hàng cái ý nghĩa của thần số học là gì? Cái ý nghĩa của bản thần số học là gì? Ý nghĩa của thần số học, đầu tiên mình nói về giá trị của bộ môn này là giúp cho họ định hướng tìm ra những cái tính cách đặc điểm điểm mạnh, tìm ra những cái tài năng, tìm ra cái năng lực vượt trội, tìm ra những cái gì ạ, cái xu hướng trong hành trình cuộc đời của mỗi người để qua đó mà phát triển dễ dàng hơn. Sau đó là phân định ra được các cái đỉnh cao và tìm ra được những hành trình trong những quá trình những năm đỉnh cao đó, rồi những chu kỳ, thì cái phần này lát nữa Hiển sâu bài ví dụ thì chúng ta sẽ nhìn rõ về cái hình ảnh đó, anh chị hình dung chưa? Bước thứ ba là thời lượng cho một bài tư vấn, thì chúng ta nói về cái chỉ số chủ đạo đường đời trung bình, thời lượng chúng ta sẽ nói khoảng tầm 10 cho đến 15 phút tùy. Có những người mà mình cảm thấy nói đang đúng thì chúng ta nói lâu hơn một chút cũng được. Thứ hai đó là các chỉ số còn lại thì trung bình chúng ta chia sẻ khoảng tầm 5 phút thôi. Tầm 5 phút trung bình. Đó. Dọn nhà cửa chưa? Quét dọn sạch sẽ đi. Ok chưa? Nhà tắm dọn. Sau
Sau các phần này, anh chị chờ Hiển một chút. Ok, mình tiếp tục nhé. Sau đó thì chúng ta nói về các cái chỉ số. Trong quá trình mình tư vấn thì mình nên sử dụng cái bút màu nổi bật để gạch chân những cái đặc điểm nổi bật của khách hàng. Lưu tâm đến phần này là chúng ta cần đặc điểm gạch những cái nổi bật và những cái tính cách bằng màu đỏ. Hoặc là cái màu nào nổi bật nhất trên cái nền giấy mà bản báo cáo. Tùy vào màu sắc mình cảm thấy màu nào nổi bật nhất để rõ cho khách hàng. Được chưa? Xong cái phần đó thì chúng ta đi đến cái phần tổng kết lại cái phần báo cáo.